lương nhân viên này kia kia nọ, có nợ nhân viên không? Dạ không, em không có nợ nhân viên. Vậy là có mượn thêm ở ngoài không? Dạ không, cũng không mượn, em gán gồng. Tới lúc mà đang kẹp dũi tóc. Ê, em làm cái gì vậy? Nóng quá. Mà em chưa có kẹp nữa. Tiếp nối cho cái series khởi nghiệp cùng Gen Z, hôm nay sẽ là một cái xí nghiệp trong ngành làm tóc. Mức Hair Salon. Đây là một cái xí nghiệp Gen Z về ngành tóc đầu tiên mà tôi được nói chuyện luôn. Bà này bả chơi chung với tôi ở ngoài, có nghĩa là từ tết tới bây giờ là tôi không có ghé bả. Thì hôm nay tôi qua tôi cắt máy xước với lại là uống máy, thấy bả vắng que à, không biết là tình hình từ lúc qua tết tới giờ sao. Nói chung là từ lúc qua tết tới giờ cũng vắng, nhưng mà cũng em cũng thấy cũng ok đối với em. Ok là ngày mấy khách? Ngày cũng được 2-3 khách. 2-3 khách thì ok hả? Mà cái lúc trước tết đó là một ngày khoảng mấy khách? Một ngày khoảng 6-7 khách đó chị. Một ngày 6-7 khách, bây giờ qua tết 2-3 khách thôi. Vậy em lạc quan cũng đúng rồi, chứ chị tưởng không có khách nào luôn. Giống như bây giờ chị qua là ngồi nãy giờ là không có khách nào luôn mấy bà. Ủa nhưng mà ý là chị thấy bảng hiệu của em có để tiếng Anh nữa, bộ có người nước ngoài cắt dạ, nữa. Dạ có người nước ngoài chị. Xung quanh đây họ đi nhiều á, cái họ thấy cái họ vô cắt. Thôi nói chung là cũng lai rai thôi. Lai rai, trộm phía lai rai cũng được. Thôi thích cái cách mà bả vắng khách nhưng mà bả vẫn lạc quan nha mấy bà. Em làm học em từ lúc mà em làm ngành tóc tới bây giờ là mấy năm rồi chứ? Em làm cũng gần 10 năm rồi đó chứ. Wow. Ê, ý là tôi chơi với nó đâu đó khoảng 2 năm nay thôi. Đúng rồi, 2 năm nay thôi, nhưng mà không nghĩ là nó còn trẻ như vậy mà nó đã làm cái ngành này 10 năm. Còn tiệm là từ lúc mà chị chơi với em không, em mới khai trương đây à, chưa được nửa năm. Dạ, em mới 3 tháng à. 3 tháng cho nên là cô ấy còn lạc quan. Mà chị hỏi xíu nha. Em thấy là thường bây giờ người ta làm tóc á, người ta có giống như là chị thấy hồi đó nha, lúc mà chị còn nhuộm tóc màu sáng á, là chân á nó hay ra chân đen. Mọi người biết cái kiểu mà chân tóc của mình nó ra đen là mình sẽ đi dặm lại không? Thì bây giờ á, chị thấy người ta chân tóc của người ta ra dài cả khúc luôn, người ta không có đi dặm. Vậy thì đối với cái ngành làm tóc và chuyên đối với tiệm của em á, em có cảm thấy bị ảnh hưởng không? Dạ, nó cũng ảnh hưởng nhiều á chị. Thì hồi đó người ta thường nhuộm những màu sáng đúng không? Người giờ người ta chọn xu hướng là tối. Màu nâu tối để ra chân không thấy á. Cho người ta đỡ phải dặm. Nhiều lắm. Ý là bây giờ ai làm ra tiền cũng có, cho nên là trong cái chuyện mà làm đẹp mà nhất là làm tóc á, người ta cũng lựa mấy cái gì mà nó ăn chắc mặt bền. Đúng kiểu rồi. Vậy nó lâu lâu một xíu để người ta không phải đi dặm chân nhiều. Còn chị thấy á, là hồi đó mấy người mà uống tóc như chị đi ha, thì khi mà tóc ở trên nó vừa đi xuống cái nó giãn giãn là người ta sẽ đi uống cái lớp ở trên để cho nó đều cái đầu của mình á. Giờ ta cắt luôn. Cắt luôn, đợi nó dài đợi ra cái khúc xong luôn. Cắt luôn bà, rồi làm lại một lần mới thì nó sẽ ít tiền hơn là cứ lâu lâu cứ đi uống lại kiểu vậy. Rồi nói chung là kinh tế dài ngành nào cũng bị ảnh hưởng, mà mấy cái ngành dịch vụ về làm đẹp kiểu này là bị ảnh hưởng dữ luôn á. Ê hỏi thiệt, có bị bù tiền vô để mà lo mấy cái khúc mà âm tiền không? Cũng có đó. Cũng cười, bả âm tiền nhưng mà bả vẫn cười. Cái lúc mà em mở cái tiệm này nè, là chị nghe là cũng nhiều ải lắm không? Cũng qua nhiều biến lắm không? Nhiều biến lắm chị. Thì á, em có một chị quen, nói chung là cũng qua chơi nhiều. Xong rồi cái thấy chị cũng làm về thiết kế, thì chị nói là chị thiết kế cho một cái tiệm. Thì em ok, em cũng nhờ chị thiết kế làm xây dựng giùm em. Nhưng mà mệt lắm. Trời ơi, mọi thứ chỉ lên gấp đôi hết. Để chỉ lấy cái tiền đó để chỉ lên gấp đôi luôn. Cái gì cũng lên gấp đôi hết. Nhưng mà nó không có hiệu quả. Nói chung là cái hiệu quả nó không có. Nè, hồi cái lúc mà Trí cơ nó mới ra cái tiệm này, là tôi cũng có qua khai trương. Là lúc đó mấy bà không biết được đâu, cái cửa đi vô á má nó rung rinh luôn. Nhưng mà cái cửa là bao nhiêu? Là 22 triệu. Cái cửa bả tính nó 22 triệu mà đi ra đi vô rung rinh. Tôi thì tôi sợ bể hết sức luôn. Bữa nay nó làm lại cửa khác rồi, giờ làm lại cửa mới hết nhiêu. Dạ em làm bữa cửa mới anh chỉ đổi chiều thôi. Nhưng mà cái cửa vẫn còn bị là do xíu cái cốt cái khung của cái cửa nó yếu rồi. Rồi tốn hết 2 lần tiền. Em kể luôn chứ em kể vụ gì ta. Cái ổ điện nhất từ bên đây qua bên kia ấy hết là 1 triệu. Là chị em giữ rồi đó, chị em chưa là chị em cốt giữ đây đây qua 1 triệu. Rồi, bảo hành sao? Ý là có hơn khao này kia nọ. Chị nói là bảo hành cho em 1 năm nhưng mà giờ chỉ mất tiêu rồi, không thấy bảo hành. nhưng mà tiệm mở được bao lâu? Tiệm được 3 tháng. Tiệm được 3 tháng là chị đã mất tiêu rồi. 1 tháng rưỡi là kiếm không thấy. Xui. Nếu mà các bạn thấy bộ đồ này quen là đúng rồi đó. Là nó lấy bộ đồ ở trong spa nha. Để mà cho khách khoác vô. Có nhiều khách đó, Chiến nói là sao? Có nhiều khách người ta tới làm tóc rồi người ta đi làm luôn. Đúng rồi, người ta làm tóc rồi người ta đi làm luôn á. Cái mình phải làm cho người ta sạch sẽ tí, đừng bị dính tóc nước, khó chịu lắm.
spa nhiều, tôi nhìn bộ đồ này quen quá, mặc rất là thoải mái luôn á bà. Cho nên là khi mà mình có sử dụng hóa chất lên tóc hay là nhuộm mấy cái màu này kia kia nọ, đúng, không bị dính đồ, mà có tăng mới dọn. Hồi nãy là cắt máy xong rồi, bây giờ là tôi sẽ uống máy. Uống máy bao nhiêu em? 200. Dán cái spa với chị. Dán cho được nước thuốc xuống mặt. Lúc mà em mở cái tiệm này á là em bỏ vốn nhiêu? Dạ 300 là tiền của em thôi hả? Có nói chung là cũng nhiều người giúp đỡ, bạn bè rồi gia đình, nói chung là cũng có vay thêm đó. Dạ. Chứ không phải là đấy thôi. Mà bây giờ là trả hết chưa? Dạ chưa rồi. Thôi gán đi. Mà kiểu chị thấy nếu mà la ra kiểu hoài nó cũng hơi hơi mệt nha. Quá em... chỉ kiểu gồng đủ tháng thôi á, có dư nhiều rồi thêm nhân viên các thứ nữa. Có tính có chương trình gì hay là như thế nào đó để cho khách khứa của em, người ta có dịp tới để người ta làm tóc sau tết không? Chị nói em nghe, sau tết tới bây giờ chị nghe ai cũng than hết trơn á, tiền kiếm cực lắm. Tính làm chương trình gì không? À, tháng sau thì em có chương trình giảm giá cho mọi người đến làm tóc á. Giảm sao? Dạ đó, chương trình của em là 699 là dành cho tóc ngay đây, bao gồm cắt uống duỗi hoặc nhuộm hoặc bị hấp phục hồi, và tóc dài hơn là 899. 899 là dài tới đâu? Dài tới đâu cũng được. Dài chấm mắt cá không? Dạ chấm mắt cá chơi luôn. Ý là năm đó là năm 29 tốt và em vẫn chưa có mở tiệm, em vẫn đi làm thợ ở tiệm kia. Nói chung là 29 tết nào cũng có drama hết. Là có một, em nhớ nhất là một vụ là 29 tết đó em làm cho chị khách đó, nói chung là chị đó cũng dạng khó tính á, nhưng mà em thì tại em ngọt á, em nói chuyện ok hết, chị nói chuyện chỉ làm mọi thứ ok hết, tới lúc mà đang kẹp duỗi tóc, ê em làm cái gì vậy, nóng quá, mà em chưa có kẹp nữa nè, nóng quá, trời ơi cái đầu gì kỳ vậy, sao không xong, xong gì kỳ vậy, chửi, trời ơi chửi sáp làng sáp sớm chửi, nhưng mà em vẫn phải đứng kẹp, tại vì mình đã là gần thiện cái đầu của người ta rồi, còn một bước nữa là xong. Không lẽ giờ cho người ta đi về thì nó kỳ lắm. Gán nên mình phải kẹp cho xong, đứng nghiêm thì kẹp. Ê rồi từ đó tới cuối rồi có chửi la ra hoài ra tới cuối cùng rồi không trả tiền luôn. Rồi sao trời? Thì không chứ, nhưng mà bên đó vẫn bắt cả trả tiền. Sao? Tại vì em đã làm hoàn thành cái đầu rất đẹp, nói chung là kiểu tóc bóp nhìn rất là đẹp, ôm như đàng hoàng. Ê chiếc kiểu giống như là bây giờ là nợ cũ vẫn còn, nợ để mà xây cái tiệm mà lại vẫn còn. Rồi những cái tháng mà kiểu giống như mình ít khách á, rồi sao mà ý là trả lương nhân viên này kia kia nọ, có nợ nhân viên không? Dạ không, em không có nợ nhân viên. Vậy là có mượn thêm ở ngoài không? Dạ không, cũng không mượn thêm, gán gồng thôi. Giống như mình thà mình ít một xíu, còn nhân viên được đầy đủ là được. Ê nói nghe nè, chị thấy là thường đa số mấy tiệm tóc á, mình không có phải là quơ đũa cả nắm, nhưng mà có nhiều bạn á cũng vô comment trong clip của chị á, cũng nói là mấy bạn đi gặp ngay mấy cái tiệm mà ví dụ như lúc mà báo giá là nói cái tóc đó bao nhiêu đó tiền đi, thì đi tới tiệm là sẽ bị upsell lên đó. Em có bị cái kiểu vậy không? Em thì bên em tư vấn là sao giá như vậy, em trên bảng giá nó như vậy thì em sẽ tư vấn đúng giá đó, không thêm không bớt gì hết. Giống như là khi một người khách vô thì em sẽ báo khách là giá trước, xong đó em mới, người ta đồng ý em mới làm. Ở trên mạng nó có cái câu đó là người chê bạn nhiều nhất là anh thợ làm tóc. Mà thiệt lúc mà tôi còn nhỏ, lúc mà chị còn nhỏ ở dưới quê á, là đi làm tóc á, là hay bị chê lắm, chê gì nè, tóc trẻ ngọn quá à, tóc bị này bị kia quá à, phải làm thêm á. Thiệt là hồi nhỏ bị chê cũng nhiều. Mà cái em công nhận đi, cái ngành này là có vậy thiệt không? Dạ có chị, nhiều người họ vô họ chê tóc khách kinh khủng. Chê nhưng để mà làm thêm mấy dịch vụ phục hồi đúng không? Rồi, nhưng mà em thấy á, là mình làm sao cho tóc khách đẹp nhất, tại sao phải chê đôi khi gặp khách đó là từng làm mình rồi sao? Ê nếu mà khách từng làm mình xong mình vô mình chê là mình tự tạt nước lạnh mình đúng luôn. Rồi tự tạt mình làm sao, tại sao mình phải chê? Có nghĩa là cái cách chê để người ta upsell thì bây giờ em sẽ không chê, có nghĩa em là bây giờ chê, cái em... tóc đó làm như thế nào, báo như vậy là làm vậy, chịu thì làm chịu thôi. Đúng rồi, nếu như chị em nghĩ là tóc chị nên phục hồi á, thì chị có muốn phục hồi hay không? Có thì em làm, không thì không, tại vì kinh tế cũng khó khăn, mình up nhiều quá người ta đôi khi cái số tiền người ta bỏ ra nhiều bằng một tháng lương người ta đâu có phải là làm tóc không lúc nào cũng phải làm tóc để đẹp đâu. Người ta cũng ăn uống này kia, chi phí nhiều thứ nữa.
Đây là tóc của tôi sau khi mà uống máy xong. Nhìn cái phần tóc á, cái phần đỉnh đầu nó phồng lên, cảm giác giống như là cái mặt mình nó thon, nó nhỏ lại và tóc nó nhiều hơn rất là nhiều luôn. Nói chung là nếu mà bà muốn tạo kiểu thì hồi nãy tôi đã có nói với bà rồi. Còn nếu như mà bà nào chỉ muốn là cắt, gội, xả, sấy không á thì cũng được luôn. Tóc nam là bao nhiêu? 130. Tóc nữ? 200. Nói chung là rẻ đó mấy bà. Không biết em có nhận học viên không? Học viên hả? Tại lúc ban đầu á thì em học thì không có tốn phí, nên em nghĩ là em sẽ nhận học viên, nhưng mà có duyên thì em sẽ không lấy tiền. À, là ai không có duyên là tính tiền bình thường. Ai không có duyên thì không nhận. Đó, cho nên là trong thời buổi kinh tế này, nếu mà mình muốn có một cái nghề và mình cũng thích nữa thì có thể làm học viên ở đây. Mình vừa có cái môi trường để mà mình làm người thiệt, việc thiệt, mà mình vừa được học, không có tốn tiền nữa. Vậy nha, bye bye mọi người.